Ban nhạc tem của Đô Siêu. Xin cảm ơn Ahu. Tuyệt vời. Hôm nay thử thư dòng ai? Đô Siêu, Đô Siêu tuyệt vời. Rồi, sau đây là Đô Siêu trình bày ca khúc đây. Và ngay bây giờ. Thôi này, ok. Ok, Đô Siêu. Anh ơi. Ok, nhá, bạn tài nhá. À, mình thử thử âm nhạc tí. Em xin phép nha. Bác okay. Sẽ anh nhá, anh qua mai rồi làm cái đi. Ok. Vâng. Em đâu anh U đâu mà. Anh này U mới tài chứ nhỉ? Bạn này. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em sang mâm này em kính mời anh một ly được không ạ? Ok. Nếu được này em xin góp. Bạn văn. Bạn cũng được và anh cũng được. Rồi bây giờ là... Và ca khúc Đu Siêu muốn thể hiện với toàn thể mọi người, những bạn, những người anh, những người em. Ca khúc gì em nhỉ? Cảm ơn anh. Một ca khúc, đó là ca khúc Chú Voi Con. Chú Voi Con, đi bàn đốn. Đúng chung nhà đây. Chị Linh ngồi dưới nghe thi nha. Quá tuyệt vời luôn, Đu Siêu. Người em thân yêu. Em xin hát song ca đối với anh trai của em, đó là anh Ahu. Ok, Ahu và Đu Siêu. Ôi hey. Con ở chưa có ngàn đến có trẻ con rất ham ăn lời hàm chơi. Ôi con ơi,
làm đúng không? Ờ đúng rồi đúng. Bây giờ để mày mày hú nhá. Để lượt em nhá. Một ca khúc rất là mừng. Chúc mừng. Là nhau hứng nên là hôm nay cũng vui ở tại chỗ em Lu Siêu mình cũng là nhau hứng. Là rất là tuyệt vời những ca khúc mà Lu Siêu. Là Lu Siêu. Chỗ bạn nào? Và thằng em Siêu này YouTube. Ok luôn. Cho Siêu nó bè lên thêm với. Voi con ở bản đôn. Hạt râu ở bản đôn. Voi con ở bản đôn. Đây hạt râu ở bản đôn. Còn đây là hạt râu về thăm bản đôn. Là gì cái này? Chắp bê hả? Đang đây. Đây là bản hạt râu. Chuyện tình mai hi. Ok, ok. Xin chào những người. Bạn của bạn Phi nhá, chúc cho những người anh em của bạn Phi là luôn sức khỏe bình an, bạn Phi gì gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc. Rồi, thank you bạn Hà Râu Hòa Bình nha. Ok. Đấy, sợ thương. Ok anh ơi. Quá tuyệt vời. Ok, Phạm Hồng Hải, chào bạn nhá, cảm ơn bạn nhá. Hay là cái nồi chậm, cái nồi chậm. Ok Hải ơi, nhớ là đợt này em phải gặp nhau nhá. Ok Thương, chào Thương, anh đang ở trong Tây Nguyên. Uầy. Đấy, buôn làng ấy, buôn làng ấy. Quê tháng xem nhá. Ok, có gì luôn. Hay đúng không? Ok. Nhớ luôn. Quá mọi người ạ, đang tham gia live stream ở tại quán cổ Đông Xưa, Lu Siêu, quán
81 mọi người ơi. Con này bật điện thoại lắm. Chào ngô anh Hoàng. Chào bạn nha. Đây, con thầy nữa. Không phải thầy là bạn của Phi nhá. Mọi người ơi. Quá tuyệt vời, vỗ tay nào. Vỗ tay là to đấy. Chúc mừng em. Quá tuyệt vời, chúc mừng em ơi. Quá hay luôn nha. Hú ơi. Một ca khúc rất nhẹ nhàng. Giờ nâng ly đã Hú ơi. Tiếng. Nâng ly cái. Nâng ly chúc mừng ca sĩ đi. Anh Hà, anh Văn đâu chúc mừng ca sĩ nâng ly cái. Em ơi, anh đang vui à, tình nguyện. Đấy bằng Hành ơi. Anh đang vui tên à, với tất cả anh em. Okay, rồi anh em nâng ly cái chúc mừng ca sĩ. Thôi thôi. Ok. Xin được nha. Đây, anh em mình nâng ly đây. Mày giờ Hú. Mày giờ Hú. Rồi. Anh quay cho em xem này. Rồi. Rồi. Anh em nữa à. Muốn làm Hải Văn Hoa Siêu. Đó đó thôi. Đấy, mình làm luôn siêu. Để tiếp nối chương trình thì đây Dương Tommy, anh siêu, luôn siêu cả nhá. Rồi. Trong này là nguyên mình. Rồi và các khúc. Anh thôi. Giấc mơ. Chào bê. Ok ok. Đây mọi người ơi. Đây. Đây. Chào em đây hết đây. Anh quay cho em thấy à. Long ơi, Long ơi. Chào chào khán giả ấy Long ơi. Long ơi, chào khán giả ấy. Rồi, chào khán giả nha. Bất ngờ luôn. Mọi người hãy xem hết chương trình phải có gì. Đấy, anh ơi. Của Lăng Tô Siêu. Anh mới vào bỏ qua nha. Thì hiệp vào Lăng Tô Siêu chơi. Đấy, rất nhiều. Anh Hùng ở trên xe. Rất tuyệt vời. Trực tiếp gặp ca sĩ luôn. Gặp đúng ca sĩ luôn mọi người. Gặp đúng ca sĩ luôn. Anh Hùng tổ chức cho hai vợ chồng mình là câu đấy hay. À, ok được đấy, hai đứa được đấy. Hai đứa nha, hôm nay cho lên trực tiếp luôn nha, đừng có cãi nhau nha. Đứa nào có lỗi đứa đấy phải chịu. Tới trực tiếp làng Đô Siêu gặp anh ơi. Thầy ơi, xếp thầy ơi, em xin phép cho hai đứa lên được không ạ? Kính chào. Siêu ơi, ăn lớn lên. Hôm nay đàn dê trắng nhung nhớ quanh đồi. Một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn Chapi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy. Gặp đúng bài của mình tổ mình luôn. Rất mơ lây như rừng xây ngọn núi vang tiếng đàn Chapi. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Tôi yêu Chapi không còn cô đơn. Không vui, tôi yêu Chapi cho thấy nao lòng vì một giấc mơ. Chào tất cả anh em. Ở nơi ấy, họ đã sống không có mùa đông, chỉ có một mùa mà thôi, một mùa yêu nhau, một mùa yêu nhau. Xin cảm ơn hai em Ahi và Lucil và Ahu. Đúng bài thủ may mình cũng thuộc một tí nên là góp vui với mọi người. Xin cảm ơn các em rất là nhiều, hôm nay tuyệt vời quá. Quay hết dấp rồi.
nói chung là cái gì có miệng không? Về về cao nguyên để ấn tượng đúng không? Trên ngọn núi cao có hai người, có hai người yêu nhau. Họ sống không mùa đông, nhân nước quanh đồi một mái tranh nghèo, một nhà sàn như đơn sơ. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn chát kín. Khi sung lên và sợi dây đạn đã đóng đầy, không không vui tôi yêu cha pi cho thấy nao lòng vì một giấc mơ. Cha pi chàng vào tay thân lớn đi mọi người ơi. Chúc cho các bạn, chúc cho ban nhạc luôn thành công rực rỡ. Mọi người hãy muốn thưởng thức ẩm thực văn hóa Tây Nguyên thì hãy về với Đu Siêu. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn văn hóa ẩm thực. Vâng, xin cảm ơn ngày hôm nay được thưởng thức rất là nhiều ca khúc hay, và hy vọng là ban nhạc cứ phát triển và được tiếp đón nhiều đoàn khách nữa, cũng như anh em đến thăm và trải nghiệm. Đúng rồi, chị hát một bài đúng rồi, trả lại đi. Em hát được. Ô, em sang bên này đi. Không, Tây Nguyên nha. À, ở khu này thôi. Khu này. Chương trình còn rất là dài. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình xin phép được xuống like nha. Đấy. Bài là bạn hát một bài gì trả lại đi. Voi con ở bàn đôn. Voi con. Bài này là voi con ở bàn đôn. Chậm kết nối ý là mạng nhiều. Vâng. Ok, thương thư. Muốn lừa con Nguyên đi ha. Ôi. Ok, ca khúc tiếp theo được mang tên một ca khúc rất là đặc trưng của Tây Nguyên, đó là ca khúc mang tên Ngọn Lửa Cao Nguyên. Ngọn Lửa Cao Nguyên, tuyệt vời. Với phần trình bày của Quê. Cao Nguyên.
lên với bác Hiệp vào chỗ chú Đu Siêu ấy, ở trong bản làng Đu Siêu Tây Nguyên các bạn ạ. Cháy lên đi lửa trời cao nguyên, trong ta lửa yêu cao nguyên. Đi lửa trời cao nguyên, còn mãi trong ta. Quá wow, ok, hôm nay được thưởng thức. Chào mạnh trưởng. Đây là không gian của Đu Siêu. Mọi người nhá, vào Gia Lai thì gặp Đu Siêu. Ở đây có rất nhiều món ăn dân tộc, cũng có rượu cần như ngoài mình ấy. Và lại có ban nhạc, đặc biệt là ban nhạc của Đu Siêu. Có nguyên đúng bố đi vào bác Hiệp, bố đi bác Hiệp con ạ. Có nó hỏi đi này. Ngon lửa này. Em chào bao giờ đi bác Hiệp. Em chào lời nói yêu mãi. Chào nhạc sĩ Trúc Kiên, chào Mạnh Trường. Thật tuyệt vời bên ban nhạc của Đu Siêu. Ôi nâng ly ca thế đây Siêu ơi. À tôi muốn chọn cái này. Rồi rồi em nó ở trên xe em phải vô á chị biết rồi nhá. Đây là anh Siêu. Ờ em bữa nay trên xe ở đó uống cà phê chặt bánh ra giờ hả? Quá hay. Quá tuyệt vời. Rồi rồi. Đấy, đây là em tài Siêu. Rất là tuyệt vời với em nó đi rồi. Đây chủ nhân là một tiệc này. Đây là em Siêu. Chào mọi người nhé, hôm nay rất là vui được. Chào Bùi Siêu, chào cơ sở Nam Duy. Hôm nay rất là tuyệt vời, hôm nay về chỗ Tây Nguyên, Gia Lai lại gặp em ban nhạc của Đu Siêu và thưởng thức ẩm thực. Cảm ơn chú anh. Tây Nguyên. Tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn các anh. Đúng rồi, con nhảy đi. Đúng rồi, nhảy đi, nhảy cho bác xem tí. Anh ở trong Tây Nguyên em ơi. Hôm nay đang ở chỗ nhà ban nhạc Đu Siêu, làng Đu Siêu Tây Nguyên. Tới buôn làng luôn. Đây nhà riêng của đây là quán của Đu Siêu. YouTuber nổi tiếng ơi. Em ok mọi người nhá. Hôm nay rất là vui, Đu Siêu là một nổi tiếng. Đi nhá.
một giúp công ty kênh người Tây Nguyên. Ok. Nước lọc, nước lọc bên kia. Người Tây Nguyên. Nước lọc đây, tôi lấy cho bạn. Này, không gian sống của... À, ôi dồi, người đẹp. Đang ngồi mình cô đơn nhắn tin cho người yêu. Ok. Đồng ý. Này, Văn ơi, Văn ơi. Hôm nay ngày hồi học đầu năm... anh Minh với anh Diệp thì cũng gặp nhau ở Sapa nhiều, nhưng mà hôm nay thì quá tuyệt vời. Một lần xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Mình sẽ phép xuống like. Anh không quên xin chào và hẹn gặp lại. Đang ở Tây Nguyên cũng như là gặp nhau như thế thì rất là vui mừng rồi. Ok em Duy nha, anh xin phép là lần lại xin vào làng Bút Sư. Em hôm nay Đu Siêu đang đây chia sẻ với mai sẽ di chuyển về Đắk Lắk. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Và sau đây livestream của Mạnh Hà ngày nay Hà Bùi xin sẽ được kết thúc.